Thưa quý vị, giá sách giáo khoa tăng, số tiền tăng có thể không lớn, nhưng với người lao động nghèo thì vài sách tăng giá vài trăm nghìn đồng cũng là chuyện không nhỏ. Trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng theo quy luật của thị trường thì sách tăng giá có thể coi là điều dễ hiểu. Thế nhưng, giá sách được bán trong các nhà trường thực tế ra sao và sử dụng như thế nào, đó mới chính là điều khiến cho các phụ huynh quan tâm. Đồng thời, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề này trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi. Theo công bố của các nhà xuất bản, thì giá bộ sách giáo khoa mới so với giá bộ sách giáo khoa của chương trình cũ cao hơn từ 2 đến 3 lần, nhưng cũng chỉ rơi vào khoảng từ 177.000 đồng đến 301.000 đồng. Nếu giá mỗi bộ sách chỉ dừng ở mức như vậy, thì có lẽ câu chuyện giá sách cũng không đến mức quá nóng đến thế. Điều đáng nói là tất cả giá sách này đều chưa bao gồm sách cho bộ môn tiếng Anh, sách bài tập, tài liệu giáo dục, bộ đồ dùng, dụng cụ thực hành cho một số môn. Vì vậy, số tiền thực tế mà phụ huynh bắt buộc phải bỏ ra để mua đủ bộ sách cho con theo yêu cầu của các nhà trường sẽ đội lên gấp nhiều lần so với mức công bố ở trên. Tôi rất là bức xúc vì nhìn vào cái bộ sách giáo khoa lớp 3 của nhà trường phát gồm 32 đầu mục sách, rất nhiều quyển là sách tham khảo. Khi được hỏi nhà trường có bán lẻ các sách này không thì được câu trả lời là sẽ phải mua toàn bộ sách như thế này. Gần 1 triệu một bộ sách giáo khoa của nhà trường mà bán ra thì thật sự ra là cũng rất khó khăn với gia đình. Thì gia đình cũng muốn là cháu mua những cái sách cơ bản và cái mức giá hỗ trợ cũng 50%. So sánh một số danh mục sách, dễ dàng nhận ra nếu trường học nào hạn chế phát hành sách giáo khoa theo hình thức bìa kèm lạc thì gánh nặng chi phí để mua sách sẽ giảm đi đáng kể. Đóng sách nguyên bộ, không bán lẻ, danh mục chọn sách của mỗi trường lại mỗi khác, khiến cho phụ huynh khó có thể mua đủ bộ và đúng chủng loại sách ngoài thị trường. Mà nếu đã tự nguyện đăng ký mua tại trường, thì đồng nghĩa là tự nguyện mua đúng với giá bìa. Trong khi mua sách ngoài thị trường, người tiêu dùng luôn được hưởng chiết khấu từ 10 đến 20%. Vậy số tiền chênh lệch này đã đi đâu? Một bạn học sinh đi học thì gánh nặng cho phụ huynh rất là lớn. Tôi mong muốn là Bộ Giáo dục có những cái bộ sách quy chuẩn thống nhất về dạy học để cho phụ huynh chúng tôi yên tâm khi cho con đi học. Nguyên nhân đẩy sách giáo khoa của các lớp lên 2 đến 4 lần không phải chỉ vì chi phí tăng trên từng đầu sách mà là do số lượng đầu sách. Phải có những cái ngân sách để đầu tư cho sách giáo khoa trong các thư viện, giúp cho những em học sinh, con của các gia đình nghèo và dân tộc thiểu số thì có thể mượn sách, không phải đi mua sách. Sách tham khảo ở trên thế giới người ta chỉ dùng cho các thầy cô giáo để phong phú cái bài giảng của mình, và nên cấm bán cái sách tham khảo trong nhà trường. Chọn cách làm tường minh và khoa học thì quyển sách giáo khoa sẽ trở lại đúng vị trí trang trọng của mình. Chúng tôi cũng đã nghiêm cấm đối với hiệu trưởng hay giáo viên với bất kỳ hình thức ép buộc, gợi ý đối với phụ huynh trong cái việc mua các cái sách không thuộc danh mục, mà danh mục sách giáo khoa thì được Bộ trưởng ký duyệt đã rất rõ ràng. Quy định thì đã có. Mỗi năm Bộ Giáo dục và Đào tạo đều ban hành chỉ thị, công văn, hướng dẫn, nhắc nhở. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Thiết nghĩ nếu chỉ cấm trên văn bản, giấy tờ mà không có sự giám sát và chế tài xử phạt nghiêm minh thì trường học sẽ trở thành chợ sách theo đúng nghĩa. Thưa quý vị, ngoài gánh nặng về sách tăng giá thì lãng phí trong sử dụng sách tại các nhà trường cũng khiến nhiều phụ huynh và chuyên gia e ngại. Bởi thực tế có nhiều đầu sách học sinh ít khi sử dụng, thậm chí là không dùng đến trong cả một năm học. Thực tế này thì cho thấy là sách giáo khoa đang gây lãng phí và thêm gánh nặng chi phí về tiền bạc cho phụ huynh học sinh. Năm học kết thúc, nhiều trường đã bắt đầu cho học sinh đăng ký mua sách cho năm tiếp theo. Nhìn những bộ sách vừa sử dụng còn mới nguyên mà cho không được, dùng lại cũng không xong. Nhiều phụ huynh bối rối và tiếc của.
Không có cháu nào dùng lại được của cháu nào, đều phải mua sách mới. Như vậy thì vừa là quá lãng phí và tốn kém. Sách đắt, khó sử dụng lại và thậm chí nhiều cuốn trong bộ sách học sinh không mấy khi phải dùng đến. Có 3 quyển con không bao giờ dùng đến, đó là Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội. Bởi vì cô giáo của con không bao giờ bảo con mở ra cả. Giáo dục thể chất mà thậm chí là giáo dục đạo đức nữa thì cũng không nhất thiết gì là phải có sách giáo khoa cho học sinh, mà chỉ có sách giáo hướng dẫn cho giáo viên thôi. Và sau khi giáo viên hướng dẫn rồi, học sinh phối hợp rồi thì tôi nghĩ hiệu quả được tốt nhiều. Những bộ sách giáo khoa học xong còn rất mới, nhưng đa số chỉ có thể làm kế hoạch nhỏ, trong khi tiền mua sách mới lại là nỗi lo không nhỏ của nhiều phụ huynh. Trong khi chờ đợi các bộ ngành liên quan phối hợp tìm cách quản lý giá sách, phát hành và sử dụng sách hiệu quả, chống lãng phí trong các nhà trường, thì mỗi gia đình vẫn buộc phải xoay sở để con có đủ sách trong năm học tới. Cố gồng để mình kiếm thêm thu nhập để mình có thể như là mua sách mới cho con, thì cái thời gian tăng ca nó sẽ nhiều hơn, ở bên gia đình được ít hơn. Sách đắt cộng thêm sử dụng lãng phí, cơ hội sẽ càng tạo ra gánh nặng cho người dân. Và đã đến lúc ngành giáo dục cần có những giải pháp hữu hiệu và quyết liệt hơn, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, công khai minh bạch trong làm sách và sử dụng sách. Như vậy mới có thể tiết kiệm sức dân và giữ lại niềm tin cho ngành giáo dục. Trước những lo ngại của các vị phụ huynh liên quan tới việc tăng giá sách giáo khoa, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chỉ thị số 643 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo quán triệt tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng được lâu bền. Các sở giáo dục không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản có sách giáo khoa đã được phê duyệt, ra soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa nhằm tiết kiệm, giảm giá thành sách giáo khoa, kịp thời in ấn, phát hành sách, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh.